anh chưa? Tay phải như máy luôn các bạn ạ. Đấy, anh em thấy không? Ăn được luôn. Ăn được luôn. Ờ. À. Không vấn đề gì cả. Rất là ngọt các bạn ạ. Thôi bạn ăn đi. Nhưng mà mình thấy là làm nông của Trung Quốc này thấy nhàn nhỉ, chả thấy bà con ra ruộng gì cả. Đang nghỉ lễ 183 bạn. À, xa xa kia mình thấy có một nông dân kìa. Ông này chắc đêm qua là chưa tặng quà cho vợ. Vợ nó bắt đi làm nữa. Đất này được cải đi cải lại nhiều năm nay mà sỏi đá rất là nhiều. Ừ. Nhưng vì cái kỹ thuật của họ là rất là tốt. Ừ. Họ biết thời điểm nào chăm sóc như thế nào. Đúng là đặt cây cây phát triển hiệu quả nhất. Ừ, ngon. Bảo như nào, bóng ra phát là ăn được luôn. Mặn nữa. Hảo chưa? Hảo chưa? Hôm nay là mình đi ăn combo dê. Ở bên Việt Nam mình ấy chỉ có mấy món chế biến từ dê thôi. Nói chung là đi với các bạn Trinh Hoang là yên tâm luôn, anh em hiểu không? Bạn ấy là cũng gọi là ăn rất là biết cách ăn. Căng. Đúng không? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Sapa TV. Hôm nay thì là ngày thứ 3 mình có mặt ở Thông Hải các bạn ạ. Và đây là một trong những cái huyện gọi là thủ phủ về rau củ quả đúng không? Chính xác. Đấy, hôm nay là mình cùng Tú là đi để quay cái chia sẻ với các bạn là cách mà bạn Tú hay thu mua rau ở bên này để nhập khẩu về Việt Nam các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà sau nhiều rau này bỏ hết đường này bạn. Cái này là bỏ đi rồi. Cái này là hàng cái... bỏ đi đấy. Ừ. Ủa, đây các bạn ơi, rau như thế này mà tươi như này mà bỏ đi này, phí nhỉ. Nhưng mà cái này là sao họ không cho lợn cho có, bò ăn có nhỉ? Cho lợn cho bò ăn. À. Một phần nữa là họ sẽ ủ thành phân hữu cơ để, à, để làm dinh dưỡng cho đất. À, hay quá. Đây này các bạn ạ, hàng bỏ đi mà nó còn ok như này. À đây, phía trong này là đang phân loại đây đúng không? Phân loại. Ừ. Đây là những sản phẩm mà sau khi đã được chọn lại những cái gọi là tươi nhất và non nhất có thể. À. Đấy. Ừ. Tươi non nhất này. Đúng rồi. Đấy các bạn thấy không? Hàng rất là đẹp luôn. Đây là những đây là loại cải. À. Xong đóng đây. Gói. Đóng gói như này các bạn ạ. Để xuất đi. Đấy. Như nào. Okay. Đây, bà con đang làm gọi là riêng cực nhanh luôn này các bạn nhìn này, với tay với tốc độ này. Rau củ quả này bắt buộc phải thủ công. Bởi vì thứ nhất là nếu mà dùng dây chuyền công nghiệp ấy thì nó sẽ bị dập nát. À. Nó không khéo léo bằng bàn tay của người công nhân được. Sời, tay các bạn này nhanh chưa? Tay phải như máy luôn các bạn ạ. Đấy, anh em thấy không? Wow. Mà tốc độ cực cao luôn nhá. Cái giống rau này là họ bỏ như này là thực ra là nó cũng theo kiểu cỡ tay thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Áng chừng. À. Cái sản phẩm này này là vừa hái từ vườn ngay đằng sau này luôn này. Rồi. Cái khu vực này. À. Có thể ăn được sống luôn. À. Riêng rau này là mang về cái này ăn được luôn. À. Chứ không phải lo về thuốc nước hay cái gì cả. À. Đây anh em nhìn này. Ăn được luôn. Ăn được luôn. À. Không vấn đề gì cả. Rất là ngọt các bạn thử ăn. Thôi bạn ăn đi. Rau sau khi là làm sạch sẽ như này sẽ đóng gói và vào trong các siêu thị lớn. À. Đây là những thành phẩm, đây gọi là cao phẩm. Cao phẩm. Ừ. Bạn nhìn thấy rất là chất lượng cao, xanh. Non. Ừ. Tuyệt vời. Đây vào trong phía trong này nữa. Thực ra là cái vấn đề mà an toàn vệ sinh thực phẩm ấy, mọi thứ ở đây là kiểm định còn chặt chẽ, rất là chặt chẽ luôn đúng không? Chỉ cần phát hiện mà ở đây mà có cái nồng độ về thuốc bảo vệ thực vật ấy quá cao, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng ấy, thì sẽ niêm phong công ty luôn. Niêm phong công ty luôn. Không cho hoạt động nữa. À. Anh em phải nói là làm ở đây tốc độ rất là nhanh luôn. Và tốc độ nhanh này nói như nào? Đây này, chi này này. Cáo hằng khoai à? Cái này là mỗi ngày mình về Việt Nam khoảng bao nhiêu công bạn? Một ngày trung bình là riêng về rau bắp cải trắng này là khoảng 3 công. À. Nhưng bây giờ là tiêu thụ nó đang chậm, 3 công, có những ngày mười mấy 20 công. À, nó tùy đúng không? Đúng rồi. Này, rau ở đây đi dẫm nát hết luôn. Đây là xe này rau gì đấy? Ố xuân. Hả? À? Ố xuân. Ố xuân à? À hôm qua mình ăn món này xào đúng đấy rồi, đúng rồi. Các bạn rau này ngon mà đúng không? Đúng rồi.
À, đá gì? Another fish shop. À. Cái này là đỗ à? Ờ. Cái này thì bỏ ra đi chứ. Cái này thì phải chứ. À, mà đỗ là có thể ăn luôn được cái này. Cứ nán tâu là mà. Đây là đỗ này hay để xào. Đậu Hà Lan đấy. Đậu Hà Lan à? Ờ. À, củ đậu Hà Lan này. Cái hạt này mà mình hay xào. Ôi, ngọt đấy nhỉ? À, à, à. Hào Sương, đây là các chị em đang đóng thùng để vận chuyển về đây. Cái này đã bày bán ở Việt Nam chưa? Có bán rồi. À. Anh em nào mà có nhu cầu muốn mua tất cả các loại rau nhưng mà Tú là chuyên bán buôn thì các bạn ạ, không bán lẻ đâu nhá. À, chuyên bán. Thì cứ liên hệ với cả Tú nhá, số điện thoại mình để ở màn hình luôn. Bây giờ mình sẽ vào kho lạnh. À. Ở đây công suất là một ngày có thể ra được 15-20 công hàng. À. Nguyên cái kho này của ông anh thôi. Đây là một mình thôi đúng không? Ừ. Một kho. Còn 8 cái kho như này nữa. À. Đấy, rất là nhiều luôn. Ừ. Đấy. Đi này mới biết được là bên này nhiều. Này, đây đậu đỗ này. Đây là lạnh cơ, trên quả sao vẫn là lạnh đấy. Ồ, đây lạnh đấy. Đây là kho lạnh. Sau khi đóng gói xong, ừ, sẽ mang vào đây để ủ lạnh, để đặt nhiệt độ rồi sẽ cho lên công à, để vận chuyển. Công vẫn là công lạnh đúng không? Đúng rồi, công lạnh. À. Đấy, đây là đậu này. Đậu Hà Lan này. À không phải. Đậu ván, đậu, đậu ngọt ván. Đấy. Ừ. Đây đậu Hà Lan này. Cái này bắp cải, bắp cải tím. Đây là bắp cải tím này. Hàng này là về Việt Nam mình cũng thuộc diện là hot đấy. Đây là bắp cải thường này. Ừ. Nó lặng như cục đá. Ừ. Nó quấn chặt. Nó chặt. Ừ. Bên mình trồng nó cuốn nó không được chặt như này. Nặng lắm. Cái này nó rơi vào khoảng hơn 2 cân. Ừ. Nhiều nhờ. Đỗ này. Đây đúng không? Ừ. Đấy. Ừ. Ở đây thì sẽ chia ra đóng nội địa và đóng xuất khẩu. À. Đóng nội địa thì ví dụ như cái hàng đỗ Hà Lan này cũng là đóng nội địa này. Ừ. Và các cái tiếng siêu thị. Còn đóng xuất khẩu thì nó đắt khe một chút nữa. Ừ. Và những cái thùng ấy nó phải đóng như thùng xốp như này. Ừ. Tiêu chuẩn là 10 ký. À. 10 cân 1 đúng không? 10 cân 1. Đây. Hệ thống kho ở đây cũng lớn nhỉ. Đây. Cái này là gì? Đây là siêu thị, hệ thống siêu thị đang dùng. À, rồi. À, cái này là súp lơ này. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Đây, anh súp lơ. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây thì đã gọi là thủ phủ của rau củ quả rồi. Ừ. Thì bất cứ cái loại rau củ quả gì đều có. Đều có hết. Đều có hết. Nhưng mà bây giờ mà ví dụ như là những cô chú anh chị ở Việt Nam mà muốn buôn số lượng lớn và theo công ấy, thì bạn có đáp ứng được không? Có chứ. Ừ. Bởi vì là... bọn tôi đâu có bán lẻ, bọn tôi mà xuất hàng đơn hàng theo cần theo công hết. Theo công hết đúng không? Ừ. Thật ra những sản phẩm như thế này này, nhìn bà con làm ấy thì rất là đơn giản, mỗi hộ gia đình người ta trồng riêng một loại. Ừ. Không nhà nào giống nhà nào cả. À. Ví dụ quanh khu vực này nhé. Nhà ông trồng tỏi này, nhà ông trồng súp lơ này, nhà ông trồng bắp cải này. Có nghĩa là nó không phải là theo cái hàng loạt như là cả một dãy là trồng nguyên một loại. Không, giống như kiểu Lý Sơn đúng không? Đúng rồi. Lý Sơn là tỏi, là tất cả tỏi, nhưng mà ở đây là mỗi người nhà trồng một kiểu. Đúng rồi. Ừ. Ờ. Bây giờ thì nhờ Tú sẽ đưa anh em mình ra mấy cái cánh đồng để anh em mình tham quan.
xem là bà con ở đấy trồng thực tế nó sẽ như thế nào nhá. Chứ cơ sao mà? Chứ cái thiên này hay, hot này. Đây là hạt đậu này ở Việt Nam mình rất ít. Nhưng mà Trung Quốc ăn rất nhiều, xào rất ngon. À, ăn được luôn à? Ăn được luôn mà, tất cả các loại đậu đều ăn được luôn. Này, nhái bụp bụp luôn. Đây là bạn Trinh Quang, đây là một đối tác của Tú các bạn nhé. Đấy, ở Việt Nam chuyên xuất rau. Đây, chúng ta di chuyển đi. Chuyên khăn, chuyên khăn. Cứ gì là, của mất truy chuyên khăn cái lũng lũng mũi chi đi nữa mà. Ôi, đằng kia rau kìa. Ra đây xem phân rau à. Đây là đằng này là cải thảo này. Ồ, cải thảo mà họ lấy non chưa? Này, mơn mởn luôn này. Cái loại này khác với cái loại vừa nãy bạn xem. Cái loại này thì là cái bản thân của nó sẽ to hơn cái vừa nãy mình xem. Hai nữa là lấy sẽ già hơn một chút. Bởi vì là cái này là khi vận chuyển ấy là đến tay người tiêu dùng ấy, họ sẽ bóc vợi cái lớp già đi. Lúc đó sẽ bán cái hàng tươi bên trong để bảo quản, như một cách bảo quản ấy. Chính tỏ là cái hàng kia là nó lấy phát là nó dùng luôn. Đúng rồi, đúng cao rồi, phẩm, nó là cao phẩm. Nó là hàng non, hàng lọc. Đây, rất là nhiều luôn. Đây, bao nhiêu xe này. Nhiều nha. Đi. Ở đây họ còn dùng máy múc để múc bỏ những cái ấy đi này, Tú này. À, mấy cái rau này là dùng máy múc để múc bỏ luôn. Múc. Bà này đóng nhanh nha. Thấy không? Sợi. Đóng gói bao bì cực nhanh luôn. Tất cả công nhân ở đây sẽ ăn theo sản phẩm. À. Là lương theo sản phẩm. Làm càng nhiều thì ăn cái lương càng cao. À. Không, chính như theo sản phẩm này hay chứ. Cho nên là các ông đầu quân ấy là không cần phải quản lý. À. Cứ cân lên tính tiền. À. Tính công. Càng nhiều cân thì càng nhiều tiền đúng không? Đây là các cái xe rau họ chở ra xưởng đấy nhỉ? Đúng rồi, cứ đi xe ba bánh rồi. Xong ra nếu mà ở xa thì chắc như một xe lớn hơn. Hoa chỉ là trên đường không à? Xa trên đường. Ở đây trồng cả rau và hoa chắc là. Ở dưới những cái nhà lưới này là nhà ni lông này là rau với hoa hết đấy đúng không? Đúng rồi. Tại sao có những cái loại mà trồng trong phòng kín này và tại sao lại có những loại trồng ra ngoài trời? Thì thứ nhất là nó do cái đặc điểm đặc chủng của các loại mình cần trồng ấy. Có loại sợ sương, có loại không sợ sương. Thế đa phần là trong nhà kính này là những cái loại mà cái độ sinh trưởng của nó khó khăn. Nên phải làm phòng kín này để đảm bảo nhiệt độ với phòng chống sương muối. Trời, cánh đồng rộng lớn nhỉ. Ở đây nếu mà anh em mình đi xem hết rau được chắc không phải tầm tháng, 2 tháng mới xem hết. Rộng lắm. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem là người nông dân ở Trung Quốc này họ sẽ làm nông nghiệp như nào nhé. Đấy, vừa vào thôi mà nhìn thấy toàn ô tô. Đây, các bạn nhìn thấy những cái nhà lưới. Đây, những cái xe ba bánh bạn nhìn sẽ là chất như thế này. Chị đã hoa. Hoa. Đi xem hoa trường hoa tươi nhé. Cái chỗ này là những cái nước này. Ở đây họ làm cái dẫn nước về tưới tiêu rất là hay nhỉ. Bài bản. Đấy. Đi. Đi hảo. Nó trên đó đi. Là cái lũ. Xin đi ta cha. Chị chế đều là tôi. 我们家门天空的 Đây là cái vùng nguyên liệu của bạn này đây đúng không? Đúng rồi, của gia đình nhà cậu ấy. Anh chị em cùng nhau sẽ làm hết khu vực này.
tôi sáu mũ xe hả má à khi tôi sáu mũ chui mà bao nhiêu mấy nghìn mẫu à. Một mẫu là 660 m2 à. Đây này, cái này là hoa, này gọi là hoa gì đây à, đây là hoa bên dưới này là cát tường à. Rất nhiều các loại cái hoa này gọi là sa lem. Uh-huh. Cái màu tím này gọi là hoa sa lem à, sa lem vàng đấy. Nhìn cái cây nó lên giống như kiểu cây cải ấy nhỉ. Có thể là tên tiếng địa phương ở đây này. Rau su hào mà trồng rất là cẩn thận luôn ở trong luôn à. Su hào trồng trong ngoài biên mà à, cái su hào này là đang trồng tận dụng ở những cái vườn hoa Tết vừa rồi hái à. Thế là bình thường là cây su hào này là trồng ở ngoài trời. Uh-huh. Nhưng tận dụng đất đấy. Ừ. Sau khi thu hoạch hoa rồi họ lại trồng rau vào luôn. Ừ. À bên này là hoa hồng này đúng không? Không phải cát tường bạn. Hoa này à, hoa này hoa cát tường à. Ừ. Nhìn cái tưởng hoa hồng. Cái này là bỏ rồi. Hoa này là bỏ. Hoa, sao lại bỏ? À, hết lứa rồi, hết lứa à. Năm hết vụ năm nay. À. Như thế này là bỏ luôn. Ừ. Nhiều này cơ mà. Hết à, vụ mùng 8 tháng 3. Có nghĩa là chỉ phục vụ cho mùng 8 tháng 3 mà bây giờ qua rồi đúng không? Ngày hôm nay là ngày hậu mùng 8 tháng 3 nên là mọi người vẫn chưa thấy ai đi làm cả các bạn ạ. San yue pa hou na, wo men jiao ren gen tai duo le. Đây. Cái này là bắp cải mình vừa xem đây, đúng không? Tú, bắp cải đúng không? Đúng rồi, bắp cải đấy bạn. Ừ. Sao họ trồng gần nhau này mà sao nó bó được nhỉ? Nhìn trồng rất dày đúng không? Ừ. Hả? Nhưng nó vẫn là đúng kỹ thuật thôi đúng không? Ừ. Sâu đó, vô giờ. Ủa, đi vào đây không à? Đây này, những vụ Tết vừa rồi cắt rồi này. À. Đây là cây ố xuân này này bạn. À, ố xuân, rau ố xuân các bạn nhé. À. Nhiều thế nhỉ. Rau này chủ yếu là ăn cái cuống cận của nó ấy. À, giòn đúng không? Ừ, giòn lắm. Hôm qua mình ăn xào ngon thế. Thơm, nó có mùi thơm đặc trưng luôn. À, dưới này còn vườn rau gì đây? Tỏi này. Rau. Đây là hình như là cần tây hay sao ấy. Ồ, cái loại rau này mình còn chưa biết luôn. Rau. Rau hay là hoa? Chứ cơ xưa. À. Tôi nhìn thì giống cái cúc lắm. Ừ. Hoa. Cái này là hoa mà đúng không? Xí hoa. Ừ. Hoa cúc bạn ạ. Đi, mình đi sang bên kia. Lại bên chỗ. Lại bên. Nhưng mà mình thấy là làm nông ở Trung Quốc này thấy nhàn nhỉ, chả thấy bà con ra ruộng gì cả. Đang nghỉ lễ 183 bạn. À. Đây là cách để trồng nhanh nhất này. Ừ. Là dùng giá thể sống trên mặt nước. À. Sau khi thành giống mới trồng ra ngoài đất. Còn đây là tỏi các bạn ạ. Đây này, tỏi. Tốt như này cơ mà. Nhớ. À. Xa xa kia mình mới thấy có một nông dân kìa. Ừ. Ông này chắc đêm qua là chưa tặng quà cho vợ. Vợ nó bắt đi làm đúng không? Ờ chị. À, chú thiên mấy sung lọc của Khan La Ben. Khả năng tha chú thiên mấy sung lọc của Tung Si. Ê, thử xem đằng này là dùng gì đấy, hành à? À. Đi xem những cánh đồng ở đây mà. Cảm giác như kiểu đây. Đây là tỏi. Tỏi. Đất khô, đất nó cứng nhưng mà nó rẽ ra như này cơ mà. Nhờ. Yeah. Đất rất là cứng luôn. À, có rất nhiều người hỏi. Ừ. Tại sao đây trồng rau tốt thế? Ừ. Thứ nhất là do kỹ thuật. Thứ hai là do khí hậu. Ừ. Mà bạn nhìn đất rất là cằn. Ừ. Đất của họ không hề tốt màu mỡ như ở gì mình đâu. Ừ. Đất này được cải đi cải lại nhiều năm nay mà sỏi đá rất là nhiều. Ừ. Nhưng vì cái kỹ thuật của họ là rất là tốt. Ừ. Họ biết thời điểm nào chăm sóc như thế nào. Đúng là rồi. Đặt cây nó phát triển hiệu quả nhất. Đi, mình mà kỹ thuật là người nông thôn ở đây này. Ừ. Hầu như ai cũng nhai. Thế à? Mà họ lại còn hay một cái là ở nhà tự nghiên cứu các loại thuốc dịch bệnh. À. Có nghĩa là để thích nghi. Đúng rồi.
với cả cái thời tiết, từng với cả môi trường, chủng chủng loại này, từng loại mùa này và từng loại con dẹp. Có nghĩa là họ tự ở nhà họ mix mix các đồ thuốc bảo vệ thực vật đấy. Để làm sao cho nó hợp lý đúng không? Đúng rồi. Nhiều nha. Mình đấy. Đi về đằng kia đi. Nói về đất Lý Sơn của mình ý, thì họ trồng ở trên cát các bạn ạ. Lâm cát, còn ở đây là trồng đất mà đất còn đứt nẻ luôn. Thế mới hay. Tỏi này không biết là mấy năm họ thu hoạch một lần, à mấy tháng? Thường là từ 3 đến 5 tháng. Một năm hai vụ mà. À, rau thơm. Không phải rau thơm đâu. Thế à? Đây là cây giống vừa nãy bạn nhìn ấy. Nhưng mà được cái nhá, có một cái rất là hay là như này. Khi mà mình đi tham quan những cái vườn rau ở đây, đi đi lại lại là đường rất là sạch sẽ. Đấy, nó phản ánh đến cái việc là khi bà con trồng xong á, thu hoạch nó rất là đơn giản, đúng không? Đúng rồi. Đấy, cái hai nữa là vừa nãy tôi đã nói với bạn rồi đấy, là ở một khu vực nhưng trồng rất nhiều loại. Đúng rồi, trồng rất là rất nhiều loại rau. Cái đường mình đang đi đây là đường đi tắt vào thôi. À. Chứ còn đường thu hoạch rau là đều có xe ba bánh vào hết. À, thế à? Đây này Hải này, những cái rau mà người ta không dùng nữa, người ta sẽ ủ lại thành hữu cơ. Này, phân hữu cơ luôn. Đây này, anh em nhìn thấy rau này, rất là tốt luôn. Cái loại vừa nãy mình vừa... Đây là cải thảo, cái loại vừa đây rồi đúng không? Ui dồi ôi. Ôi các bạn ơi, các bạn không thể tin nổi luôn, đây là cái củ su hào nó to như này luôn, thề các bạn luôn. Các bạn nhìn thấy củ su hào này, găng tay này. Tôi làm như này để các bạn dễ hình dung nhá. Đây cái đôi giày của tôi này, nó to như thế này cơ mà. Ui dồi ôi, củ su hào to thế nhỉ. Nó phân uống mà bạn đi được hoàn toàn trong. Đấy. Không phải một củ đâu mà tất cả các củ đều to như thế. Củ nào cũng như củ nào, 10 củ như 10 luôn. Đây, củ kia, đại trừng cự luôn. Đấy. To thế. Nhìn to nhỉ. Sướng. To nhỉ. Một củ này một gia đình ăn nhà luôn. Một củ đấy 2 ký đấy bạn ạ. Tú ơi. Bây giờ tôi còn sợ mà anh em mình là lạc đường rồi. Và bây giờ không biết ra lối nào giờ đấy. Yên tâm. Hả? Yên tâm. Ok không? Tôi đi đấy rất nhiều lần rồi. Anh em ơi, bây giờ bọn tôi đi vào vườn rau mà có lạc rồi. Bản thân Hải là bây giờ mất phương hướng rồi nhá. Không biết là vì... Này bạn nhìn đất này. Đây. Rất là cằn. Đúng rồi, đất làm sao mà tốt được như bên kia được đúng không? Thế mà họ cho ra những sản phẩm chất lượng thế mới hay. Đấy. Kìa, đằng kia kìa. Đúng là nền nông nghiệp của Trung Quốc thì ác rồi. Bắp cải đá đấy. Hả? Bắp cải đá đấy. À, rau bắp cải. Bắp cải đá à? Ừ. Mà vừa nặng trên kia đúng không? Đúng rồi. À, ở trong này là bà con là đang thu hoạch nhưng mà do mùng 8 tháng 3 các bạn ạ. Nghỉ ngơi đây. Đây. Này, quăng gánh, quăng giếc là. Quăng gánh để lại lên luôn. Đây. To thế. Này, củ này nó còn nứt luôn này. Đây là chắc là những củ này tôi nghĩ là mấy củ này chắc là bị loại lại. Đúng không? Đúng rồi. Chưa kịp. Thôi. Đây này Hải, bạn nhổ củ to lên đi. Đây. Đây có củ to này. Tấn xe chứ không? Nhổ được không? Nhổ được mà. À. Ui. Năm củ nguyên dòng họ ăn. To thế. Củ to. Đây nhờ những cái này loại rồi người ta không. Mà đất cảm giác nó cằn lắm, nó không xốp mà không tốt như ở ấy đâu. Bên kia toàn bộ trồng là ổ xuân. Đúng là thủ phủ của rau nha. Đây là chỗ này là thủ phủ của một tỉnh ở đấy, tỉnh Vân Nam thôi đấy đúng không? Không phải tỉnh đâu, huyện thôi. Huyện thôi. Tỉnh nó còn lớn hơn à? À, đằng kia mình Thông Hải Xuyên, sư bây giờ. À, cái rau này là rau gì đây?
đang cấy cái giống ấy. À đang vào nước này. Cái đỗ mà mình xem này Hải này. Cái đỗ này. Đây, họ đang bắt đầu cho nước vào này. Nhìn rất khô cằn nhỉ. Ni hao. À đây, nhà nào nhà đấy là đều có cống hết này. Không thích thì ấy nó vào. Họ đang trồng cái này là trồng bắp cải à? Su hào ạ. Su hào à? Bao sai à? Bao sai à? Căng sợi cước đây này để trồng cho thẳng hàng. Các bạn, đây người ta gọi là gì biết không? Đây là thẳng như kẻ chỉ này. Đấy, không? Làm nó phải chuẩn này mà nó có những cái nốt ở đây nhá. Là có nghĩa là những cái cây đây là trồng khoảng cách là rất chuẩn luôn. Hảo. Đi hảo. Đằng này có hai cô chú đang ra để chào. Rau ố xuân đây đúng không? Đúng rồi. Ố xuân này. Tươi nhỉ. Chủ yếu là cận đấy đúng không? Cần cần cái bái hoa số bái hoa méo à? Bái hoa củ. Chú thì của mình sử dụng cái bái sơ sơ bái hoa mà. Bái sơ, chú thì của mình sử dụng cái bái sơ. Chú thì mình sử cần. Ủa thiên là ni hảo. Ni nữa. Thằng nhỏ chứ tí hơn ở bên này. Nhà mình có nhiều đất không? Hả? Chết lên. Đây là đang mắc dây điện này. Bơm nước. Ủa như cây tỏi kìa. Loại này mà xào với cả thịt hun khói sao TV thì thôi rồi luôn. Này, rau này. Tốt chưa? Bây giờ cứ không có rau ăn này. Cải gì mà cải cao tận 2 mét này. Hả? Đây, ông bảo ông nhặt đỗ cho anh em ăn luôn này. Sư mà. Rất là non và rất là ngọt. Có thể chưa? Ngon. Bảo như là bóng ra phát là ăn được luôn. Bỏ cái trắng đi, nó cứng. Mấy giờ? Ăn cái lõi ở phía trong luôn. Rất ngọt luôn, mọng nước. Hảo chưa? Các bạn bảo là lúc còn bé là chuyên đi mót cái loại này ăn. Cái này là tự nhiên ở ngoài, không có thuốc gì. Dìa nó mà, chứ cái dìa nó mà. Cái này là không phải là của nhà ai đúng không? Cái này là mọc dại thôi đúng không? Đấy, ông chú ơi khỏe nha. Chú ơi năm nay bao tuổi rồi? Sư sư, 你今年的多少岁呢? 57 tuổi. Khỏe thật đấy. Bạn Tú, Tú với Hải mà tầm 50 mừng thọ gấp. Đúng không Tú? Cảm ơn. Chào chị An. Chào chị An. Bye bye. Người dân Trung Quốc ở đây nông thôn ấy rất là thân thiện. Bạn đi chơi quanh này nhá. Mà bạn đến nhà họ là họ mời ăn cơm luôn. Có nghĩa là chỉ cần biết qua bạn chỉ cần 2 phút thôi. Rất mở lòng và mời bạn ăn cơm. Nhiệt tình. Giờ là hai cậu này đi lấy xe. Anh em mình tranh thủ đi quay cho các bạn cùng xem. Ở đây có một cái cây kênh nhỉ. Thằng béo đang bảo cái kênh này có cá đấy. Anh em mình nghiện câu cá mà nên đi chỗ nào nhìn thấy nước nó cứ hình dung ra cá. Nghĩ ngay đến kiểu cá. Ê, hoa đào này. Cây đào mọc tự nhiên luôn. Đây bên kia bà con đang trồng nhiều
Cái rau ố xuân ở đây họ trồng sản lượng lớn nhỉ? Ừ. Nhiều. Cái rau này nó có đắt không bạn? Đắt bạn ạ. Trung bình khoảng bao tiền cân? Nó khoảng 25-27 nghìn một cân. Mấy người nông dân này mà gặp Tú sang là thích lắm ấy. Mang tiền đến người ta mà đúng không? Thật ra người nông dân người ta biết tôi thì ít, mà các chủ đầu mối gom ấy thì hầu như biết hết. Giống như ở Trinh Quang các kiểu ấy đúng không? Đúng rồi. Thế nên là anh em mình về đây có 2 ngày mà bạn thấy là hết người này mời ăn cơm, người kia mời ăn cơm. Đúng rồi, một ngày ăn 3 bữa luôn anh em ạ. Ủa thế này, đã chưa? Mênh mông. Rẽ trái luôn bạn nhé. Đấy, những cái xe này này, họ sẽ gom. Sau này sẽ chở cứ 5 tạ 1 xong ra những xe to mà đổ ngoài đầu đường ấy. Đây, rau này. Đang tưới tiêu. Ở đây cái lượng thuốc bảo vệ thực vật các kiểu họ giám sát rất là chặt chẽ ấy nhỉ? Chặt lắm. Ừ. Ví dụ như là khi trước khi nhà này bán nhé, họ có một cái máy đo đường cầm tay ấy, ra dí. Thế nào? Ra dí vào cái lá. À. Là sẽ thể hiện cái nồng độ pH rồi là nồng độ độc tố rồi là tất cả mọi cái trong đủ điều kiện mới cho hái. Chứ nếu không mà hái ra kia người ta không mua thì cũng bỏ hết. Bỏ hết. Bây giờ không phải vì một lô hàng nhỏ của bạn mà lại ảnh hưởng cả một cái thương hiệu của công ty đúng không? Đúng rồi. Thế nên người ta rất chặt chẽ về cái kiểm soát. Bây giờ nhá, rau của tôi cấp ở siêu thị của bạn. Mà người dân mà ăn rau ở siêu thị của tôi mà bị ảnh hưởng gì thì coi như công ty của bạn phá sản. Đúng rồi. Thế nên là chúng tôi không bao giờ vì một cái nhỏ mà đánh mất thương hiệu lớn. Đúng rồi. Mới lại là bây giờ cái hàng rau hoa này của bạn là xuất theo kiểu chính ngạch đúng không? Đúng rồi. Mà đi theo công lạnh nên là nó cũng đảm bảo mà. Giờ không phải như ngày xưa. Từ đây về đến cửa khẩu mình có 3 tiếng đồng hồ mà. Đây này, rau trồng cứ Chi chít luôn. Nhưng mà đâu vào đấy nhá, luống nào ra luống đấy, khoảng cách rất là chuẩn xác. Vừa nãy các bạn thấy họ làm căng chỉ à. Đấy. Những cái thừa này để làm ủ làm phân luôn này. Họ tái sử dụng mấy cái này. Sau khi khô rồi. Họ sẽ đốt qua. Đốt qua xong họ đây. Đây họ đốt như này đúng không? Đúng rồi. Họ đốt như này. Sau đấy họ rắc vào đây. Dùng giò này. Hay nhỉ. Bà con đang thu hoạch mình nhìn nhiều cần đấy các bạn ạ. Đấy. Cần tây đấy. Đi ra, anh em mình đi ra trò chuyện với bà con chút nào. Đấy, chú kia chú đi ở trên kia kìa. Mọi người nhìn nào, đi rất là chuẩn luôn. Lái cái này mà không kinh nghiệm là lộn cổ luôn đấy nhỉ. Đây là cần tây các bạn ạ. Bây giờ ở Trung Quốc thì gọi là cần Trung Quốc à. Ni hao. Ni hao. Wo men shi Yue Nan ren, guo lai tham quan yi xia. Wo men Yue Nan ren, ni men là cái rau này mà xào với cả ấy thịt bò nhỉ? Thịt bò. Thịt ngựa thì ngon lắm đấy. Ở đây họ có cái rổ nhá. Xong rồi có cái chỗ mà họ có cái sắt kìa. Để đập cái đất này, nhìn này. Đấy, thấy không? Hay nhỉ? Tuyệt vời. Đây đi xem này xem nào. Khởi chui ra bên mà. Chui ra bên, khởi mà. Đây. Cháu lu. Khởi ok. Chia. Cái này là họ không dùng à? Không, bỏ hết rồi. Rau như này mà không dùng luôn. Phí nhỉ? Già quá. Già quá không ăn. Kinh nhỉ, họ chọn lọc này, phải nói là rất là kỹ luôn nhá. Những cái nào mà lên đây là cực kỳ non ấy. Bây giờ như này nhé, bạn hiểu là nói qua để cho các bạn hiểu nó như này. Họ sẽ mang cái này ra cho thương lái. Gọi là đầu gom đấy. Thương lái họ chỉ cần nhìn là
tỷ lệ rau của bạn già này, tỷ lệ rau của bạn bị héo khô nhiều này, họ sẽ trừ tiền. Thế nên là họ phải làm thật sạch để đỡ bị trừ tiền. Đã hiểu. Làm bó rất là cẩn thận này, tránh hiểu bị dập ấy nhỉ. Mình đây là các cô chú nông dân ở bên Trung Quốc, là mình cũng không biết như thế nào mà để chào hỏi nữa. Ở đây thì người ta rất ít khi nói tiếng phổ thông, tiếng địa phương. Ủa khăn xa không ạ? Đây này, cực kỳ là non luôn anh em, mơn mởn luôn. Rau này họ bán như nào bạn? Khoảng bao tiền cân? Ở đây họ sẽ mang ra ngoài thương lái. Mình có mua ở đây họ cũng không bán cho mình. Thế à? Bởi vì là họ hàng năm họ vẫn bán cho thương lái quen rồi. Đấy, thế là thương lái là họ có trách nhiệm là gì? Lọc tuyển đóng gói để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Chụp một kiểu ảnh này làm kỷ niệm nào. Tú ngồi đây, bê cái bó rau lên. Thôi không cần bê đâu. Chụp một kiểu mấy bà con ở đây nhá. Ngồi rồi ạ. Hai anh em làm kiểu đấy, mình cũng là nông dân nhưng mà thank you, xie xie. Thank you. Ở đây họ mình có nói chuyện thì họ cũng đâu ấy đâu đúng không? Có mà họ thân thiện lắm nhưng mà họ không hay nói tiếng phổ thông. Mấy này là giống kiểu người đồng bào ở đây ấy, họ cũng không giống người dân tộc thiểu số. Này, ở đây mà các bạn thấy không? Rau này rất là nhiều nhưng mà có thấy cỏ kia, cỏ dại rất ít nhỉ? Họa lắm này. Đỡ phải làm cỏ nhiều ạ. Bởi vì làm sao? Mình phát hiện thấy là phía dưới này này, nó có một cái lớp ni lông. Thế này, các bạn nhìn này. Đấy, nên là các cái loại cỏ nó không thể mọc được luôn. Đúng không? Chính xác. Đi hảo. Đây vừa chú ấy lấy cái xe này chở ra mà phải nói đi đẳng cấp đấy. Đi như này mà không bị rơi đâu, anh em nhìn theo nhé. Lái rất chuẩn luôn. Lái lắm đấy. Lái cực kỳ ok luôn, thấy không? Đấy. Ở đây là họ cũng cải tạo đất. Vẫn sử dụng máy móc để cải tạo lại đất. Ở Trung Quốc này họ đang có cái dự án dẫn nước về sa mạc ấy. Khủng nhất thế giới cơ mà. Mình cũng rất là hy vọng là sẽ năm nay sẽ dành thời gian cùng với cả bạn Tú là đi khám phá khắp Trung Quốc các bạn ạ. Vì may là Tú biết tí tiếng Trung và mình cũng bập bẹ anh em sẽ kết hợp đi nhiều. Đi khám phá Trung Quốc mà thông qua cái góc nhìn của ông buôn trùm buôn rau củ quả này là cũng ok đấy. Tới đây là chuẩn bị về lại thu hoạch sầu riêng này, cà phê này, điều này. Tôi thấy là rất nhiều những cái mà chế biến từ điều ok đấy bạn ạ. Chẳng hạn như là điều phủ mù tạt này, rồi điều nó làm nhiều cái. Đấy, bạn Tú buôn rau mà đi Mercedes. Toàn Mercedes. Mercedes, Volkswagen. Mời anh em ăn trưa cùng anh em mình nhá. Hôm nay là bạn của Tú là Trinh Quang đặt các món ngon về dê. Đấy, dê rồi, đây là dê dê chao này. Giống như gambo. Cái này là dê hấp này. Giống như lẩu kia. Còn cái này là hình như là thắng cố ăn. Giống xịa. Canh tiết dê này. Giống thả. Giống như thả. Sườn dê. Nhìn trông hấp dẫn nhỉ. Còn cái món này là món xin thông giống rau. Ba chỉ hấp, ba chỉ nấu. Ui. Bữa nay mà chấm nó nấu với cả rau này. Đây là lòng dê. Lòng dê. Là sách dê rồi là các thứ. Ủa, chưa có khăn hảo sư à? Nhìn cái hảo sư, ok. Nhìn chưa có khăn. Nhưng mà
Trước khi mà mình thưởng thức thì xin phép là giới thiệu quảng cáo giúp cho vợ tí. Đấy, các bạn ở nhà thì nhớ mua ủng hộ Chầm Chéo Sapa TV nhá. Đấy, số điện thoại là 0974 686 389. Đấy, mình làm biết Chầm Chéo để mời các bạn Trung Quốc ăn này. Ê, bố dùng chứ kìa, xin trai của dịu chứ kìa, dùng chứ kìa. Đấy, ôi, dùng thang là mình dùng nước canh thì nó sẽ ngọt hơn. Tôi pha bên này. Ok mày. Đấy. À, Chầm Chéo ở nhà Sapa TV là bây giờ đang bày bán ở bên Mỹ các bạn nhá, bên Mỹ này, bên Nga này. Đấy, bên Dubai này. Là tao chứ là Mỹ của Dubai. Dubai. Đức Quốc, Âu Lạc, đâu đâu là chứ mày. À, sắp tới là nhờ Trinh Quang là bán ở bên Trung Quốc nữa là đẹp luôn, đại lục luôn. Thế là ok lắm ấy. Rồi, bây giờ này, thử thức món nào đây? Đây à? Chứ cứ hảo sư à? À, chị xin. Mở cả nhà nhá. Rất là thơm. Ừ. Thơ bị xin. Nó không bị không mùi dê. Không mùi dê. Nó chao mình là ớt khô. Đây. Ừ. Cái thịt là sống to. Cái thịt là nạc ấy, thái mỏng các bạn ạ. Không, nhưng mà tôi nghĩ là cái dê này kiểu gì nó làm của dê một nắng á. Hay sao á? Chứ không phải dê tươi. Đúng rồi, dê khô. Dê khô. Ừ. Còn là chưa kia. Cái này là dê tươi này, dê tươi hấp này. Đúng không? Đấy. Ồ. Nói chung là đi với các bạn Trinh Hoang là yên tâm luôn anh em hiểu không? Bạn ấy là cũng gọi là ăn rất là biết cách ăn. Căng. Đúng không? Đây là dê cho phá xạ. Gan dê. Cho phá xạ. À. Cho phá xạ. Khó chưa? Thơm nhỉ? Ngậy. Gan này chiên mà không bị khô. Thêm một ít bột ớt đấy. Chao vào rất là thơm. Béo. Wow. Đâu hảo sư à? Đây, đâu hảo sư, đây. Nó cái dưới thì rất là hảo sư. À, của hàng chưa? Cái này là cái lòng là lòng dê này. Đấy. Mời anh em nha. Giỏi lắm. Cảm ơn bạn. Ngon. Nó nhìn em sẽ để hồng sáo chứ, hồng sáo quăng. Bây giờ nha. Tôi sẽ chấm cho bạn Trinh Quang ăn thử cái chẩm chéo chấm với thịt dê. Xem Trinh Quang đánh giá như nào. Nghỉ sư y khẩu, Trinh Quang. Nà cơ sư A Hải, nà cơ chẩm chéo. À, hả? Khăn nà cơ vị tạo chẩm mấy nhanh. Hảo sư nè mà. Rất là quá anh em. May quá. Ở một cái đất nước mà rất nhiều những món ăn cay này mà chẩm chéo mình chen chân vào đây được là ok đấy, có chỗ đứng đấy các bạn ạ. Thì sư nè, hảo hảo sư. Đi cơ, hắn chỉ ăn chưa cơ. Cơm bò yểm rượu. Dê xào mới cả tỏi. Cơm bò yểm rượu. Cần tỏi. Cái này ăn cơm thì đúng đỉnh cao luôn. À. Món ăn cơm đấy. Cần như bái phan sương này. Mấy trực tiếp hết rồi. Hôm nay là mình đi ăn combo dê. Ở bên Việt Nam mình ấy chỉ có mấy món chế biến từ dê thôi. Dê nhưng mà bên này nhiều đấy. Chủ yếu là họ xào. Ở bên này em khi nào rảnh tôi sẽ dẫn bạn đi ăn 300-500 món chỉ riêng với bò. 500 món á? Từ bò. Nhưng mà ở nhà hàng ở gần đây không? Quân Minh. Quân Minh. À thế mai mình đi. Đúng rồi. Ừ. Minh Thiên là Trinh Thiên của Bấn này. Ủa, cái này khó gấp quá nha. Họ thái một lớp mỏng á, nhưng mà rất là ngon luôn. Ừ. Nó không được.
đỉnh nhỉ. Đây là sườn dê à? Ừ. Giống kiểu à? Này là thắng cố dê. Xuân vàng. Ừ. Xuân vàng. Ừ. Thắng cố chứ. Mời anh em nhé. Anh em nhìn màu đỏ au đủ hiểu luôn. Rất mềm. Ừ, ngon. Ôi, món này nó giống kiểu món thắng cố dê trên mình ạ. À, để hiểu à, để chứ tao hẳn thua Phan Tiên Hảo Sư. Đúng rồi. Wow. Đây, ông Cách này cũng là còn một thực thần thánh ăn đấy anh em ạ. Mà dạo này đi được nhiều công không? Rau á? À, cậu ấy nếu mà nói ít thì một tháng cũng khoảng hơn 1,000 vạn. Hơn 1,000 vạn tiền Trung Quốc ấy. À. 450 tỷ. Ừ. Được. Ông này là chuyên hoa. Ông nhà chuyên trồng hoa. Đây là món thịt lạp sườn. Hợp lý nhá. Vị nhá. Chứ cái gì mà nó bên nhiều mấy ổ. Chứ cái gì chi điểm. Hẹ hẹ xào trứng. À. Đúng không? Phải hẹ không? Hẹ xào trứng. Chiều hóa. Chiều hóa. Chiều hóa. Ừ. Xem nóng kiến nào được không? Ừ. Wow. Thảo xưa. Mình Mỹ Tú thực sự là nếu mà để nói ăn cái đồ Trung Quốc nó rất là hợp luôn. Vì hai anh em thích kiểu dầu mỡ béo béo. Ăn nó phải giống như tinh quang kìa, nó phải bóng, mồm nó phải bóng như là nhĩ à. Nhưng mà Wow, tối nay hơi to rồi, cứ khuyên bảo không. Nó, nó thao mà. Bà này là hôm qua làm có uống rượu với mình ở quán đồ nướng mà mình dã cho chắc là khoảng 20 ly. Bây giờ mình bảo mình không biết uống đâu. Ông cứ bắt nạt mình nhá. Sau uống nó bon mồm cái rượu uống nhá, mới đầu thì khó uống, sau uống rượu uống nhá. Súng dê. À. Là trim dê. Ăn gì bộ đấy à? Xuyên. Tiết dê. Đây là món canh thiết anh em ạ. Xuyên. Thank you. Người Trung Quốc là hay ăn cháo này, mới tiết này nhỉ, món canh tiết cái gì nấu canh hết. Đúng rồi. Đúng không? Không ăn tiết canh đâu đúng không? Đúng không? Ăn canh tiết thôi. Nó đi thử cô. Này thích ăn lắm. Ừ. Cái này tôi chưa nhìn thấy nó chưa ăn cái gì cả. À. Với mắm tôm là ông thích ăn. Nhân thịt chó xuất nhưng ăn mắm tôm. Ừ. Đó. Ngon. Ý nhau mình duyên nào nó quay tao. Vị giống Việt Nam mình ngon. Việt Nam bác ơi, mấy cái sữa đó bạn. Mấy cái nguyên. Cái này nguyên. Cái này nguyên. Cái này nguyên. Cái này nguyên. Và cái giống rơm à. Cho bọn mình dư sĩ đã chung mình à. Cái tiệm này bán thịt dê ở khu vực này rất nổi tiếng. Là được bao nhiêu năm mà? Ta cho tôi hỏi nhé nè. Rất là nhiều năm, chúng tôi sửa ra rất là. Lúc bọn nó bé bé đã làm rồi, biết bao nhiêu năm. Em ơi có cơm trắng không? Có cơm không? Làm tí cơm. Chưa gì ạ? Tất cả những cái món ở đây đều bằng cay và hơi đậm đà. Nó là làm tí cơm trắng là tuyệt vời luôn. Anh xin. Thịt hấp này ngon này các bạn, chiến đi. Dê hấp. Thank you, cảm ơn em. À, các bạn thấy không? Cái chấm chéo của mình ấy, cứ để khoảng 2 phút thôi là bắt đầu nó sánh lại này. Đấy. À, chấm ăn. Mà chứ ngon, chứ bỏ được rồi, không sao. Ồ.
tẩm chéo không có làm nước chấm ấy, mà anh em còn mang đi để làm đồ gia vị tẩm ướp được. À, tôi bật mí cho anh em biết là tẩm chéo còn nấu món gì ngon nhé. Canh cá. Canh cá nhá. Chỉ cho cần sốt mè lên cho tẩm chéo vào. Nước sôi cho cá vào ăn. À hôm trước bạn làm đấy ăn thấy con cá to lắm đúng không? Đúng không? Hôm nào về ông làm cái đấy cho tôi nhé. Cực ngon luôn, cực hợp luôn đó. Đây, đây là một trong những món canh này các bạn nhìn này. Lớp mỡ. À, canh cái đỗ vào đây này. Cái đỗ vào đây là mình ra vườn đấy. Thấy không? À, làm tí luôn. Nấu với dưa chua. À. Nấu với dưa chua. Giống một câu hỏi này. Cái chỗ nào? Nó cái này ngon hơn cái bé đúng không? Cái bé là ngọt. Bé là ngọt. Này, bé là ngọt. Quỷ nào đi đồng sò. Chiều nay anh em mình sẽ đưa các bạn đi vào để cái thủ phủ làm tất cả các loại thịt treo, lạp sườn. Hôm trước ăn cơm với ớt xào, anh em bảo ông Hải và hai và hết bát cơm, nên hôm nay là ăn phải 88 lại. Nhưng mà cả món cơm nữa ngon. Đồ ăn bên này bắt buộc phải ăn kèm với cơm. Nó đậm đà. Thứ nhất là nó đậm đà, thứ hai là nó giảm bớt dầu mỡ. Chú đang ăn kiêng đúng không? Nó giảm cân không? Ông bây giờ là bao nhiêu cân rồi? Một tạ 13. Một tạ 13. Mình mấy con đang có 93 cân, kém bạn Tú 10 cân. Người và hai người ngang nhau, tôi cao hơn bạn chứ. Người gặp hơn. Ăn cơm ở bên này á, bữa nào bữa đấy cũng phải no là lôi rốn. Thật. Xì. Em bé bằng tuổi Long nhà mình. Làm bên nước canh. Nước canh này là chân ái nhất này. Mỗi cái nước canh này là nó không có tí béo nào. Còn các bạn nhìn được dê. Được dê cho mất hành không? Tất cả các loại nước canh này, nước nào nước đấy cũng tràn ngập mỡ luôn. Ngon. Canh mua cơm. Bạn nào Trinh Quang rất là nhiệt tình luôn. Đấy, set up từ đầu đến cuối cho anh em mình đi chơi, đi quay. Trinh Quang, cái gì nhỉ? Buổi chiều là thế nhỉ? Sau. Sang ngủ ở Mấn Truy... không nói đi, bảo chiều nay mình đi là mất mấy tiếng. Để tới cái điểm kia. Hơn một tiếng. Từ đây đi là 1 tiếng 4 phút là thế nào? Tôi đi được hơn chưa? Chỉ 1 giờ qua đến, điểm điện ha, xem sao. Chết thì xuống không mình. Mình đi đi thẳng. Tôi đã chủ phòng. Không được chủ phòng được. Rồi chứ, sự nhiên đi tự mà. Chỉ mình không yêu khán đồ gì hoàn. Xem chứ. Là cái gọi là gì?
都是我们剧组装专业品，都装是知道不知道是什么？嗯。那chiều nay là xem khoảng một giờ là sẽ đi vào chỗ nấu chế biến xin hiên gang à thịt không khói thịt không khói. Ừ. Chiều sẽ đi tham quan thêm chợ khu vực quanh vùng đấy. Ừ. Đúng rồi. Tiếp theo nữa là đi vào một công ty, một tập đoàn sản xuất tất cả các loại bánh kẹo. À, ok á. Nói chung là lần này đi có rất nhiều cơ hội làm ăn cho các anh em ở bên Việt Nam nhé. Nếu mà anh em nào muốn làm ăn kinh doanh mặt hàng gì liên quan đến đồ Trung Quốc, muốn nhập khẩu, các bạn nhớ đây là tất cả là nhập khẩu chính ngạch hết nhé. Đấy, qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai luôn. Các bạn cứ liên hệ với cả Tú. Số điện thoại Tú bao nhiêu nhỉ? Số điện thoại của tôi là 096 777 6668. Ừ. Anh em mà có muốn liên hệ làm những mặt hàng xuất nhập khẩu chính ngạch thì gọi cho tôi. Ừ. Thứ nhất, nếu mà không hợp tác được thì tôi sẽ hỗ trợ được các bạn, tư vấn cho các bạn làm sao tìm được những địa chỉ uy tín nhất, chất lượng tốt nhất và không bị lo lừa tiền. Đúng rồi, quan trọng là làm ăn nó phải uy tín các bạn ạ. Vì làm ăn với các đối tác nước ngoài này thì cần có anh em gọi là uy tín đứng ra dàn xếp chứ không là hỏng hình ngay. Còn là video ngày hôm nay thì mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Chiều nay anh em mình đi tham quan có rất nhiều nha các bạn nhé. Nhớ xem và like, chia sẻ, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.